Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Hôm qua tại thành phố Hạ Long, tỉnh ủy Quảng Ninh và tỉnh ủy Ninh Bình có buổi làm việc trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng chính quyền liêm chính phục vụ, thực sự của dân, do dân, vì dân, hoạt động hiệu lực hiệu quả, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ nhân dân, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Kinh nghiệm trong tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, quản lý, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch dịch vụ, huy động nguồn lực đầu tư xây dựng, hoàn thiện khai thác tốt hệ thống kết cấu hạ tầng du lịch dịch vụ, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, mở rộng thị trường, liên kết vùng, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch. Kinh nghiệm của Quảng Ninh trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và kinh nghiệm trong xúc tiến thu hút đầu tư. Ủy ban nhân dân hai tỉnh Quảng Ninh, Ninh Bình đã ký biên bản ghi nhớ thúc đẩy liên kết giữa hai tỉnh, trọng tâm là hợp tác phát triển du lịch, nguồn nhân lực chất lượng cao, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Năm học mới đang đến gần, nhưng tình trạng thiếu giáo viên vẫn diễn ra tại một số địa phương vùng cao, chủ yếu là giáo viên văn hóa cấp tiểu học, giáo viên tiếng Anh và giáo viên tin học. Do thiếu giáo viên, rất nhiều giáo viên cấp tiểu học, trung học cơ sở phải điều động dạy nhiều trường và vượt quá số tiết so với quy định. Một phần nguyên nhân là từ cuối năm 2019, 100% xã thôn thuộc chương trình 135 tại Quảng Ninh đã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn. Các giáo viên vùng khó không còn được hưởng chế độ chính sách, ưu đãi, thu hút. Điều kiện làm việc vất vả, trong khi mức lương chỉ khoảng từ 4 đến 6 triệu đồng một tháng. Nhiều giáo viên gắn bó hàng chục năm với nghề đã xin thôi việc, trong khi nguồn tuyển mới thì không có người mới đăng ký. Tình trạng này ảnh hưởng lớn đến chất lượng giáo dục và quyền lợi học tập của học sinh. Do vậy, cùng với việc ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, cần có chính sách động viên khích lệ thu hút giáo viên dạy học và gắn bó lâu dài với sự nghiệp trồng người ở khu vực miền núi, biên giới hải đảo để giáo dục miền núi có thể tiến kịp với miền xuôi. Để bảo vệ môi trường, phát huy giá trị di sản Vịnh Hạ Long, Ban Quản lý Vịnh đang tăng cường rà soát, yêu cầu di rời các phương tiện thủy, bè mảng nuôi trồng, neo đậu trái phép, tập trung chủ yếu ở các khu vực cửa vạn Vông Viêng. Đây là vùng lõi di sản không cho phép các tàu đánh bắt thủy hải sản hoạt động hay neo đậu nhằm bảo vệ môi trường cảnh quan, bảo tồn đa dạng sinh học trên Vịnh Hạ Long. Cùng với tăng cường tuyên truyền đến chủ phương tiện, ký cam kết di chuyển phương tiện đến nơi neo đậu đúng quy định, Ban Quản lý Vịnh đang tiếp tục rà soát, yêu cầu các phương tiện thủy, bè mảng nuôi trồng thủy sản trái phép khẩn trương di rời, hoàn thành xong trong tháng 8 này. Trong những ngày đầu thực hiện cao điểm tổng kiểm soát xe ô tô vận tải hành khách và hàng hóa bằng container, nhiều trường hợp vi phạm đã bị lực lượng chức năng xử lý. Lỗi chủ yếu là xe dừng đón trả khách không đúng nơi quy định, xe hợp đồng chở khách du lịch, camera giám sát cabin lái không lắp đặt đúng theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Đối với những tồn tại chưa ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn phương tiện, lực lượng cảnh sát giao thông Công an Quảng Ninh tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn lái xe, chủ phương tiện khắc phục, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm gây mất an toàn giao thông. Với sự phối hợp của lực lượng thanh tra giao thông, Trung tâm Sát hạch lái xe và Giám sát giao thông vận tải đường bộ, Sở Giao thông Vận tải, trong 2 ngày đầu ra quân, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện xử lý trên 200 trường hợp vi phạm. Do nguồn cung từ phía Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương bị hạn chế, nên một số cơ sở y tế, bệnh viện trên địa bàn tỉnh cũng đang bị thiếu máu, phục vụ khám và điều trị cho người bệnh. Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh nhiều ngày nay đã phải huy động máu từ chính các bác sĩ, cũng như kêu gọi hiến máu trên fanpage của bệnh viện, nhưng vẫn không đủ cho cấp cứu và điều trị. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại một số đơn vị y tế khác, phải kêu gọi từ nhiều nguồn, nhất là từ các tình nguyện viên hiến máu tình nguyện để bổ sung liên tục nguồn máu, phục vụ cấp cứu và điều trị. Nguồn máu thiếu hụt, trong khi nhu cầu sử dụng máu thì vẫn rất lớn. Các chế phẩm của máu cũng chỉ có thể bảo quản dự trữ trong thời hạn nhất định. Do đó, rất cần sự chung tay của mọi người trong xã hội tích cực tham gia hiến máu tình nguyện để đảm bảo lượng máu cho cấp cứu điều trị. Tại huyện Đầm Hà vừa diễn ra Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Hội nghị Công an huyện lắng nghe ý kiến nhân dân. Trong những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc lan tỏa sâu rộng trên địa bàn huyện. Nhân dân tích cực phối hợp với lực lượng chức năng đấu tranh phòng chống tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, duy trì các mô hình tự quản, bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện và nhân dân đã thảo luận trao đổi nhiều ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả phong trào tự quản trong nhân dân, phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, ngăn chặn ma túy và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu nhi,
tăng cường phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng công an và các cơ quan đơn vị và quần chúng nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhân dịp này, Công an tỉnh đã trao tặng kinh phí 1,7 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng công trình nhà văn hóa bản Tài Lý Sáy, xã Quảng Lâm. Bản tin thời sự của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.